Sáng nay, huyện ủy Yên Mô đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 03 ngày 7 tháng 2 năm 2012 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình hiện nay. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết, công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng. Mỗi năm tuyên truyền lồng ghép được hơn 80 hội nghị từ huyện đến cơ sở với hàng nghìn lượt người tham dự. Trên 95% các gia đình đảng viên và trên 75% số hộ gia đình tự giác treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các dịp lễ Tết, ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước, địa phương. Từ năm 2012 đến nay đã mở được 208 lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hơn 22.400 lượt học viên. Đảng bộ huyện Yên Mô vinh dự được Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng cờ thi đua đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020. Hàng năm có trên 97% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh. Từ năm 2012 đến năm 2015, có 8 đảng bộ địa phương xuất bản cuốn lịch sử địa phương, là huyện thứ 2 trên địa bàn tỉnh, có 100% xã thị trấn hoàn thành biên soạn lịch sử đảng bộ xã thị trấn, vượt mục tiêu. Từ năm 2015 đến nay, có 5 xã đã tái bản lịch sử đảng bộ xã. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, cũng như tồn tại hạn chế sau 10 năm thực hiện nghị quyết, qua đó khẳng định tính đúng đắn kịp thời của việc ban hành nghị quyết, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, 8 tập thể và 18 cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ huyện ủy đã nhận được giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện.